Vâng, thưa quý vị, hơn 350 người lao động hiện là giúp việc gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng và Hải Phòng đã được nhận khoản hỗ trợ tiền mặt và đào tạo lên đến 830 triệu đồng. Đây là một sáng kiến hợp tác giữa Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ người lao động trong khu vực phi chính thức giải tỏa phần nào áp lực kinh tế và tăng cường khả năng ứng phó trong bối cảnh đại dịch kéo dài. Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới cơ hội sinh kế vốn đã nhiều khó khăn của những lao động trong khu vực phi chính thức, đặc biệt là phụ nữ di cư. Gói hỗ trợ tiền mặt này sẽ giúp người lao động chi trả một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày, trả nợ tiền thuê nhà, tiền khám chữa bệnh, đóng tiền học cho con hay những áp lực tài chính khác. Ngoài ra, trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác này, người lao động sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân trong bối cảnh kinh tế biến động để giúp họ có thể đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt và gia tăng sức khỏe tài chính về dài hạn.